chúng ta đang xem cái cảnh tại cái quầy tô chiên phồng, một sản phẩm của công ty du lịch Bình Quế tại khu du lịch Văn Thánh, và đang hôm nay đang được tham gia hội chợ ẩm thực thành phố Hồ Chí Minh tại công viên Lê Văn Tám. Chiên phồng là một phần là 150.000 đồng một cái xôi chiên phồng, và sẽ được cắt nhỏ những cái phần thế này là 20.000 một phần. Thì quầy sẽ có hai đầu bếp chịu trách nhiệm món xôi chiên phồng và cả những cái món cá kho tổ, cá chạch, cá tèn, cá lóc và cá heo. Đây là quầy sản phẩm cá kho tổ của gian hàng, là gồm có cá chạch nè, cá heo nè, cá lóc nè, cá tèn, thì giá khoảng từ 90.000 tới 150.000. Của món xôi chiên phồng đây các bạn. Cái nguyên liệu này làm sao đầu bếp ạ? Làm sao mà nó màu trắng với lại nó ướt vậy anh? Đó là nếp với dầu ăn. Nếp với dầu ăn hả anh? Nếp đó là mình ngâm hay là mình làm chín chứ anh? Nếp này là mình nấu chín rồi và mình bỏ với lại thành phần với dầu ăn. Những sản phẩm cá kho tổ ở đầu bếp đem ra, thì cái này là gọi là cá tèn. Đây là những cái bếp mà để làm món thức ăn của quầy chiên phồng và mà cá lóc, cá tèn, kho tổ và cá tạch. Cái cá đang trong nồi là cá gì vậy anh? Cá tạch. Đây là cá tạch nè các bạn. Bên cạnh là cá gì anh? Cá lóc. Đầu bếp dở nắp cho chúng ta thấy. Cá lóc kho tổ. Rồi, cảm ơn anh nhiều ạ. Đây là món cá chạch, một phần kho tổ trong cái nồi đất. Cái nồi niêu thế này là khoảng 100.000 một phần. Đây, đầu bếp vừa đem ra là còn nóng hổi. Dùng để ăn cơm rất là ngon trong những ngày lạnh. Nhiều ớt rất là nhiều. Đây, xôi khi được đầu bếp mới bỏ vô trong nồi như thế này, nó sẽ là những cái một thành phần dẻo giữa xôi được đầu bếp trộn và nhào nặn cái chín với nhau. Đây các bạn có thể thấy.
về phòng ấy rồi. Anh một cái xôi phòng anh chiên trong khoảng thời gian bao lâu? 10 phút một cái quả bóng xôi phòng như thế này. Xôi chiên phồng lúc nào cũng có thu hút sự hiếu kỳ của những vị khách đi ngang, những khách ghé gian hàng.